hàng trăm thợ thủ công đã mang đến đây những tác phẩm nhỏ nhắn đáng yêu, phục vụ nhu cầu mua sắm của khách tham quan. Hội chợ này có mối liên hệ mật thiết với niềm tin vào thần thịnh vượng Ekeko, mà theo tín ngưỡng của người dân Bolivia, những món hàng mua được sẽ mang đến sự may mắn về phương diện tài chính trong cả năm. Món hàng được mọi người nơi đây yêu thích là búp bê Ekeko, do nó mang trên lưng nhiều loại hàng hóa khác nhau. Nếu ai có đức tin, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi nghĩ đấng tối cao sẽ ban phước lành cho tất cả mọi người. Còn tôi chỉ cầu xin cho gia đình tôi được đoàn kết và dồi dào sức khỏe thôi. Trong hội chợ này, khách tham quan có thể mua những món hàng tùy theo ước muốn cá nhân trong năm. Những ai hy vọng thành công trên con đường học vấn sẽ mua bằng cấp mini, còn những ai muốn kết hôn thì mua nhẫn cưới mini. Truyền thống mua những món hàng đem lại sự may mắn và sung túc vào những ngày cuối tháng riêng cũng diễn ra ở các thành phố khác trên khắp cả nước Bolivia. Trên khắp đất nước Bolivia, một số cộng đồng người Bolivia ở hải ngoại cũng có những hoạt động tương tự.